6 bài học đắt giá về giàu nghèo khiến ai cũng ước mình biết sớm hơn. Kính thưa quý vị, cùng suy ngẫm về những bài học cuộc sống đơn giản nhưng sâu sắc về sự giàu nghèo để có thêm sự lạc quan và động lực sống. Cuộc sống luôn có những khúc quanh bất ngờ, những lúc nghèo khổ bần cùng, người ta khó mà chống lại sự tuyệt vọng, chán nản, suy nghĩ tầm thường. Nhưng giàu có, sung túc đôi khi lại tạo ra nhiều cạm bẫy khiến người ta quên giá trị thực sự của cuộc sống. Hãy cùng suy ngẫm về những bài học đơn giản nhưng sâu sắc về sự giàu nghèo để có thêm sự lạc quan và động lực sống. 1. Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành từng chia sẻ bài học thấm thía về sự giàu nghèo mà ít ai làm được. Khi bạn còn nghèo, đừng chỉ ru rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại. Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác, đừng tính toán nhiều. Đó là số tiền bạn nên chi để mua được cơ hội cho bản thân. Còn khi đã giàu rồi, hãy học cách để người khác đối xử tốt với bạn. Đó là nghệ thuật sống. Khi bạn nghèo, đừng ngại quăng mình ra ngoài để người khác tận dụng bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ học được kinh nghiệm, biết cách tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Thế nhưng, khi đã có sự nghiệp rồi, hãy bảo vệ mình, đừng để người khác lợi dụng. 2. Khi nghèo thì đừng tính toán, ganh đua với người khác. Đó gọi là tiền nghèo nhưng chí không nghèo. Dù nghèo cũng đừng quá hà tiện, hãy hào phóng, thoải mái chia sẻ tấm lòng của mình. Nhưng khi giàu thì bạn phải học cách nhường nhịn và buông bỏ. Đừng khoe khoang sự giàu có, sống vô trương. Hãy nhớ rằng cuộc sống càng giản đơn càng tĩnh tại. Đó là nghệ thuật sống tinh tường mà không phải ai cũng có thể hiểu được. 3. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất, phải quý trọng thời gian, đừng sợ nghèo khó, gian nan. Hãy dùng tuổi trẻ để bồi dưỡng bản thân, hiểu được cái gì là đáng quý, biết được thứ nên đầu tư, chỗ nên tiết kiệm. Đó chính là điểm mấu chốt của bài học làm giàu, chìa khóa để thay đổi cuộc đời. 4. Một người cha giàu có dẫn con trai tới một vùng quê để trải nghiệm xem cuộc sống của những người nghèo ở đây như thế nào. Người cha đưa con tới nông trại của gia đình nghèo nhất vùng với suy nghĩ: đây là bài học thực tế tốt để dạy cho thằng bé biết được còn rất nhiều người cơ cực hơn mình và cần phải quý trọng cuộc sống. Sau hai ở lại và tìm hiểu cuộc sống của vùng quê nghèo, họ trở về nhà. Trên đường trở về, người cha hỏi con trai: chuyến đi này thế nào hả con? Thật tuyệt vời bố ạ. Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đó? Ồ, vâng. Con rút ra bài học gì từ chuyến đi này? Con thấy những người ở nơi đây thật giàu có bố ạ. Chúng ta có một con chó, họ có 4 con. Nhà mình có một hồ bơi dài tới giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải mua và treo đèn lồng trong vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm. Mái hiên nhà mình chỉ tới trước sân, còn họ lại có cả chân trời. Chúng ta chỉ có một mảnh đất để sinh sống, còn họ lại có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ là trồng ra những thứ đó. Nhà chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ lại có những hàng xóm láng giềng che chở cho nhau. Bố ơi, bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi. Đến đây, người cha không nói gì cả. Con trai của ông đã học được một bài học về giá trị cuộc sống. Chính chúng ta nhiều khi cũng quên mất những gì mình đang có và luôn mơ tưởng đòi hỏi những thứ không nằm trong tầm tay. Trong cuộc sống, có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là niềm mong mỏi của người khác. Sự giàu, nghèo phụ thuộc vào cách nhìn và sự đánh giá của mỗi người. Đừng quá lo lắng, đợi chờ vì những điều bạn chưa có mà bỏ quên hiện tại đáng trân quý, cho dù chúng rất nhỏ nhoi. 5. Một người hôm nay đi xe đạp chỉ trị giá 2 triệu, nhưng nhờ sự tiết kiệm đó, 5 năm sau, họ lại có một khoản tiền 100 triệu gửi ngân hàng. Một nhà đầu tư có thể kiếm được tiền tỷ trong chớp mắt, dư sức mua một siêu xe hạng sang, nhưng có thể chỉ sau một đêm lại trắng tay vì cổ phiếu xuống giá, làm ăn thua lỗ. Đến lúc đó,
siêu xe bán đi cũng không đủ để trả nợ. Cuộc đời chính là như vậy, không ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết được vận mình sẽ như thế nào. Vì thế, dù hiện tại bạn giàu có hay vẫn nghèo, hãy cứ sống tốt mỗi ngày. Kiểm soát tâm trạng của bản thân. Cuộc đời của bạn, tất cả đều do bạn quyết định. Bạn không thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách mình phản ứng trong mọi tình huống. Đó mới là điều quyết định niềm vui, nỗi buồn của bạn. Hãy tự chăm sóc bản thân mình. Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc bạn suốt cuộc đời. Khi còn trẻ, hãy học cách tự chăm sóc bản thân để không gục ngã chỉ vì một cơn ốm sốt. Học cách buông bỏ. Đừng để những điều thuộc về quá khứ chiếm hữu hiện tại của bạn, dù khiến tương lai trở thành u ám. Mệt hay không mệt là do tâm thái của mỗi người quyết định. Được dọn dẹp hết những bụi bẩn, tâm trí bạn sẽ trở nên sáng hơn, đẹp hơn. Ném đi những khổ đau vô nghĩa, trái tim bạn sẽ có thêm không gian cho niềm vui đọng lại. Đừng coi trọng được mất. Thực ra trong cuộc đời này, ngoài sinh mệnh của bản thân ra thì không còn có gì quan trọng đáng để bạn lạc lối cả. Được hay mất giờ cũng hóa thành hư vô khi chúng ta lìa xa thế giới mà thôi. Học cách chịu khổ. Nhân lúc còn trẻ còn có thể chịu khổ thì đừng ngần ngại. Bạn càng né tránh sự khổ cực bao nhiêu thì sau này càng phải gánh chịu nó nhiều bấy nhiêu. Tuổi trẻ đừng chọn an nhàn, hãy dấn thân nếu muốn thành công. Hãy sống thiện lương, bởi đó chính là nền tảng cốt lõi để làm người. Một người có tấm lòng nhân hậu, khoan dung, luôn là một người khả ái, xinh đẹp, có thể khiến người khác cảm kích cả đời. Thi thoảng bạn về quê, nhìn thấy những cụ già đã cao tuổi nhưng rất khỏe mạnh. Bạn luôn nghĩ không hiểu sao được sống thiếu thốn mà họ có thể khỏe mạnh như vậy. Đó chính là vì họ không mắc bệnh điều hòa. Những người đó thường sống hòa mình với thiên nhiên, dùng gió trời để làm mát một cách chậm rãi, người sẽ ít bệnh tật. Cách phòng tránh bệnh điều hòa. Sau khi ở môi trường bên ngoài bị nóng gây toát mồ hôi, tốt nhất bạn nên duy trì thêm ở môi trường không có điều hòa trong khoảng từ 10 tới 20 phút để các lỗ chân lông hoàn toàn co lại, sau đó mới vào phòng điều hòa khoảng 26 độ. Đừng bật quạt mạnh hay ngồi điều hòa ngay sau khi cơ thể đang có mồ hôi. Đặc biệt khi quá nóng, nam giới không nên tháo bỏ thắt lưng, còn phụ nữ không nên để gió thổi lùa vào phần phụ. Việc này theo đông y lý giải là rất dễ khiến cho cơ thể bị bệnh tật tấn công từ cửa sau. Sau khi cơ thể đang vã mồ hôi, nếu cần uống nước, tốt nhất nên chọn nước ấm để uống. Nếu bạn uống cốc nước